Chào cô. Chào em. Chào cô. Dạ, chào chị Linh. Chào Lê Lộc. Mời cô ngồi. Ngồi đi em. Dạ. À, cô Thủy giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Thủy, 56 tuổi, kinh doanh nhà trọ. Dạ. Ở chợ Bún, Bình Dương. Chợ Bún hả? Nghe cũng muốn ăn bún rồi đó. Dạ, còn chị? Em tên là Trần Thị Kim Liên. Dạ. Nay 28 tuổi, làm dâu của mẹ được 10 năm rồi. Wow. 10 năm. Em mang thai được mấy tháng rồi? Dạ, hơn 8 tháng rồi. Hơn 8 tháng rồi hả? Mấy bé rồi chị? Được 3 bé rồi. Trời ơi. Bé này bé thứ tư. Mai phục, mai phục. Trời ơi, sao mà trẻ đẹp quá vậy? Em làm nghề gì? Tối thì đi dạy võ phụ ông xã. Trời ơi. Còn ban ngày ở nhà thì trông mấy bé với lại kinh doanh tự do thôi à. Dạy võ hả? Dạ, đúng rồi. Hèn chi. Tới 4 đứa. Khỏe dữ á. 4 đứa. Cô ơi, cô có khuyên là con mình sinh ít không? Mới đầu nó sinh 2 đứa. Dạ. Cái xong cái nó sinh thêm đứa nữa. Cái nó mới nói á, mẹ ơi, bây giờ á là con mới chỉ có 1.5 đôi à. Phải 1 chiếc dép nữa mới được 2 đôi. Là phải đẻ đứa nữa mới đủ 4 đứa là 2 đôi dép. Trời. Vì 2 đôi dép mà sinh 4 đứa. Con ý định gì nữa không? Chưa biết. Trời. Vài năm nữa rồi mình tính tiếp. Coi coi. Ôi. Cái này không phải nhà lo mà tôi lo nha. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cô ấn tượng như thế nào? Hồi lúc đó đó thì cũng đi mua bán này nọ đồ đó thì quen với bà Xui là mẹ của bé Liên á. Dạ. Rồi xong rồi á, chị em thì cũng cảm mến nhau rồi mới mời xuống nhà chơi. Thì lúc đó mẹ bé Liên xuống á, thì có dắt Liên theo. Mà cái ấn tượng đầu tiên á, là bữa đó là mình có nấu cơm để mời hai mẹ con ở lại dùng cơm trưa. Dạ. Thì không biết là gia đình nấu ăn ngon hay sao á, mà bé Liên á vô nó ăn 5 chén cơm. Ôi. Với lại một cái ấn tượng á, thì khi mà mình gặp bé Liên á thì mình nhìn ủa con nhỏ này sao nó không phải con mình á, mà sao nó cũng hao hao giống mình. Mà tới chừng á về sau này á cứ ra đường mà nói mẹ chồng nàng dâu cái ai cũng nói tưởng con ruột không à. Nói ủa sao con dâu mà sao có nét giống chị dữ ạ. Nói chung là hòa hợp ngay từ lúc đầu đó hả? Từ lúc đầu là thấy hợp rồi. Nhưng ăn 5 chén cơm đó, ăn 5 chén cơm là mình cũng giật mình rồi. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ suy nghĩ là chắc tại gia đình mình nấu ngon quá. Chị có ấn tượng gì với mẹ chồng của mình không ha? Dạ, lần đầu tiên mà em gặp mẹ đó, thấy sao mẹ trẻ quá, tưởng đâu cái người chị ở trong nhà không à. Mẹ sao mà đẹp mà trẻ quá chừng luôn. Dạ. Thấy đồ ăn ngon quá, ăn quá chừng luôn. Về nhà mới suy nghĩ lại, trời có khi nào mà thấy mình ăn nhiều quá vậy ghê. Chứ lúc đó chưa có quen con của cô hay sao? Chưa quen. À. Khi mà xuống thì hai đứa nó gặp nhau thì bắt đầu là nó mới quen nhau. À, tức gặp nhau từ 5 chén cơm đó hả? Từ 5 chén cơm. À. Ông xã giờ nói trời em sao em ăn cơm dữ vậy. Từ cái bữa cơm đó đó thì bao lâu thì hai vợ chồng mình mới quen nhau vậy? Dạ chừng vài tháng sau là hình như là mẹ cưới về nhà mẹ luôn. Hai đứa nó quen nhau á là cho tới lúc hỏi cưới bỏ rượu chỉ có 4 tháng thôi. Lý do tại sao cô cưới nhanh dữ vậy? Thì hai đứa nó hợp nhau. Dạ. Rồi tới lui á thì khi mà nó nói là nó thương nhau á thì mình mới đi coi tuổi thì thầy nói là cưới trong năm luôn, không có để sang năm, thành ra là mới tiến hành á là trong vòng chỉ có mấy tháng thôi à. Cưới theo thầy đó ha. Cô thích điều gì vậy con dâu của mình? Đi ra đường á cái ai cũng nói á sao giống hai mẹ con chứ không có giống mẹ chồng với con dâu. À. Nói sao cái mặt cái nét giống mà có cái điều cũng buồn cười lắm, cái lúc mà mới cưới về á cái dắt nó đi chợ cái ai cũng nói chứ Khiều là nó nhỏ
nói bà coi chừng con riêng của ổng. Cái mình nghĩ bụng dù con riêng của ổng, thí dụ ổng biết đi nữa, ổng làm sao ổng dám cưới cái con trai của ổng. Ừ, đúng rồi. Chị... những cái điều gì mà cô không thích con dâu? Không thích nó thì ở cái chỗ là đó nó bù lu bù lo. Nó cũng ghen, bù lu bù lo quá. Hồi đó giờ á mình thấy nó cũng hiền. Mà tới hồi á bữa đó cái em biết nó ghen chồng nó, mà nó giận dữ lên quá trời luôn á. Mà cái con nhỏ đó thì ở nhà trọ, nó nghe ai nói sụt xịt sao, tưởng đâu là chồng nó là quen sụp biết xịt, với à, nhỏ với đó. Nghe cũng như nghe đồn. Dạ. Mà con nhỏ nó ta vừa đi ra mà tao đón taxi người ta đi mà nó mở cửa taxi vô lôi người ta xuống. Thì lúc đó mình mới nói trời ơi con dâu á hả, hồi nào giờ mình thấy nó hiền mà ai về đâu cái nết tới hồi nó ghen lên nó cũng dữ quá. Cũng mất dữ lắm hả? Rồi cô xử lý sao cô? Rồi cái đóng cửa lại cho xe taxi chở người ta đi chứ người ta có làm gì đâu. Nếu đó con dâu thì giải thích sao với mẹ chồng? Rồi lúc đó thì nó cũng bù lo lên. Khóc bù lu bù lo lên rồi. Ông xã giải thích riết rồi mới nguôi cái cơn giận hết cái cơn ghen xuống. Vậy nhưng mà cũng mới đây cũng vậy nữa. Hai vợ chồng thì đi dạy võ. Mà chồng dạy võ thì con gái 17, 18 tuổi á. Cái không biết sao cái cũng ghen, cũng bù lu bù lo lên nữa. Ông thầy võ sư nghỉ hẹp lắm nên học trò mà có khó khăn gì là thầy giúp đỡ hết à. Lâu á cái nó điện thoại qua nói mẹ ơi qua coi anh Tú ảnh vậy này kia kia nọ, thì mình qua thì nói chung mình thấy con dâu nó giận thì mình chỉ la con mình trước. Dạ. Rồi sau đó mình mới la chung hết hai vợ chồng là không có được cãi cọ này nọ đồ. Chị có cái điểm gì mà không thích đó mẹ không? Mẹ quá là thần tượng. Quá thần tượng gì, chị thích cái điểm gì nhất? Dạ mẹ rất là tài giỏi, thương chồng thương con, quán xuyến hết những cái việc trong nhà vậy. Mẹ rất là chu toàn. Mẹ mà đi du lịch ở đâu mà 10 ngày nửa tháng là ở nhà cha con như là bùng nổ. Cãi qua cãi lại rồi làm việc này cũng không xong, làm việc kia cũng không xong. Nhưng mẹ lo lắng hết đúng không? Dạ. Nhưng có bao giờ em giận mẹ điều gì không? Hình như là không có giận mẹ được. Có à? Có cái gì mà đó giờ chưa có dám nói ra? Ờ, có không? Như chắc cũng không có giận quá, tại vì mẹ đối xử cư xử đều là hòa đồng hết. Dạ. Chỉ có cái tính con nít của mình nên khi mà mẹ cưới chị dâu á, dạ, cái tình thương của mình bị san sẻ. Cái mình cảm thấy ôi sao lúc đó mẹ thương con hết rồi bây giờ là mẹ lại thương thêm một người nữa, cái mình cảm thấy buồn buồn. Nghĩ vậy. Chứ không có buồn mẹ gì. Rồi mẹ có khi nào giận con dâu điều gì không? Thì giận thường là hai vợ chồng nó cãi cọ. Là giận. Cái lúc mà mình qua mình la đó không có im. Là nó cũng giống như là nó cũng cãi cho cái theo cái lý của nó là đúng vậy đó. Như lúc rồi, đó thì cô có giận không? Thì cũng giận chứ phải mình phải dùng cái quyền là mẹ của mình. Mình la để cho tụi nó im thì lúc đó là nó bớt bắt đầu nó im. Mà nhiều lần vậy không cô? Cũng thường xuyên là nhiều nha. Tại vì có mấy đứa nhỏ đó rồi chỉ là hai vợ chồng là cãi cọ vậy, mà cãi cọ điện mình qua cái mình giận, có hồi nhiều khi mình qua tại mình biết qua cũng xử mấy đứa nít nữa làm quan tò à. Mà em sợ điều gì nhất ở mẹ chồng của em? Sợ mẹ giận lên, sợ làm những chuyện gì đó sai để cho mẹ buồn, mẹ khóc. Chứ bao giờ chị làm cho mẹ khóc chưa? Có rồi á. Hôm bữa em có bầu mà giận ông xã quá, cái người mình nó mệt lên á, cái làm cho mẹ khóc. Mẹ nói con mà giận như vậy nữa là mẹ đưa đi bệnh viện đó. Mẹ khóc quá chừng mẹ ôm lại, mẹ nói thôi đừng giận nữa. Hai mẹ con ôm nhau khóc luôn. Cũng tình cảm quá hả? Nói chung không có gì mâu thuẫn lớn đúng không? Dạ. Với lại thương mẹ là lúc mà đi bệnh viện sanh á, là mình đau cái mẹ cũng đau, mẹ khóc luôn. Dù là mẹ chồng nhưng mà mẹ thương lắm. Lúc mẹ khóc thì em nghĩ sao? Em nghĩ mình phải cố gắng mạnh mẽ. Có bao giờ em tự thấy có lỗi với mẹ chồng mình không? Có lỗi với mẹ những lúc mà hai vợ chồng những chuyện không có gì lớn hết mà để cho mẹ phải buồn phiền, mẹ phải chạy qua chạy lại đi xử hai đứa như hai đứa con nít vậy. Có một người này cũng khó chịu khi mà cái sự việc xảy ra giữa mẹ chồng và con dâu đấy. Dạ. Ha, bây giờ mình xem cái người này nói cái gì nhé.
mẹ dặn con dâu nhất là chuyện trước khi có con, vợ mình còn trẻ, không có con, thành ra bực bội trong lòng, hay cãi nhau, giận dỗi, đập phá đồ, thì mẹ không thích điều đó. Nhưng mà bản tính của vợ mình lúc đó còn trẻ lắm, chưa có hiểu được cái điều đó. Lúc đó thì mình cũng khá là đau đầu giữa việc mẹ chồng với con dâu. Tức là câu chuyện ở đây là đã có mâu thuẫn xảy ra, nhưng trong lúc mâu thuẫn đó thì mẹ chồng hay nàng dâu ai sẽ nhường ai? Nói chung là lúc đó đó thì bé Liên nó cũng buồn, mấy hôm nó cũng sợ nó không có con, cho nên đó là trong lòng nó cũng bực bội lắm này nọ, nó nhiều khi thì nó cũng khóc. Làm mẹ thì mình chỉ biết khuyên thôi chứ mình đâu có biết chừng nào nó có con đâu, mà mình an ủi nó thì mình cũng chỉ nói là thôi từ từ rồi cũng sẽ có con, phải không? Nói chung là thì chỉ có vậy thôi chứ cũng cũng không có gì mà đến nỗi lớn lao. Cái lúc đó cảm xúc của chị như thế nào? Rất là tủi thân, buồn nhiều lắm. Nói với ông xã bỏ em đi, tại vì em không để được cho anh. Buồn dữ lắm, 4 năm sau mới có con được. Như lúc đó sao mình không chia sẻ thẳng với mẹ chồng luôn? Thì ba mẹ cũng thương, cũng đi bệnh viện này, cũng đi bác sĩ kia, cũng trị cho. Nhưng mà mình thấy mình không có con được cho ba mẹ, buồn dữ lắm. Con cái là cái trời cho. Cái duyên là cái duyên, dạ. Trời cho này. Sau 4 năm đó giờ được 4 đứa cũng được. Cái này người ta gọi là đẻ bù nè. Gấp đôi rồi chú. Rồi, hôm nay thì cũng có những cái mâu thuẫn nho nhỏ như thế mà nhiều năm qua mình cũng giấu kín ha. Hôm nay có cái dịp chia sẻ ra thì mong tất cả mọi thứ nó nhẹ nhàng hết. Em cũng đừng có xúc động về những cái điều đó nữa, bởi vì đang mang em bé mà nha. Dạ. Đừng xúc động, cố gắng mình giữ sức khỏe thật tốt ha. Có mẹ chồng thế này thì quá tuyệt vời rồi. Dạ. Cũng đừng có ghen nữa quá, bởi vì anh nghĩ rằng chồng em 4 đứa con thì nội mà lo cho con đầu tắt mặt tối thì không có thời gian bằng ăn gì đâu. Đừng có lo ha. Chúng ta sẽ xem người trong cuộc mong muốn cái điều gì. Con gửi lời đến mẹ là vợ con thì hướng ngoại nhiều, thành ra không nhiều cái việc bút nút. Mẹ cũng biết điều đó thì mẹ cũng thông cảm cho vợ con. Gửi đến vợ yêu dấu của anh, anh cũng mong em là cố gắng học dạy ba món ăn, để mỗi khi mà nhà có tiệc thì em cũng có ra nấu ăn cho mọi người biết. Em cũng giỏi gì bếp núc chứ. Cuối cùng thì con muốn gửi lời đến cho mẹ và vợ, đề nghị là mỗi khi ra đường là hai người cố gắng để ý tới con nhiều hơn. Tại vì hai người đi chung mà cứ giống như mẹ con ruột, còn con là con ghẻ, hoặc là bức xúc. Phải nói là rất là tuyệt vời khi mà chàng trai nói được con tưởng đâu con ghẻ là hay lắm rồi đó. Hôm nay thì nhân dịp này thì mình có muốn nói điều gì với mẹ mình hay không? Tụi con yêu mẹ rất nhiều, mong cho mẹ luôn là giữ gìn sức khỏe thật tốt để ở với chúng con. Mẹ có đi chơi xa thì đi ít thôi. Đi nhiều quá nhà cha con quán xuyến công việc không hết. Cô có mong muốn thay đổi ở con dâu mình điều gì nữa không? Thì như mình nói lúc đầu á, nó không có biết làm đồ ăn gì hết á. Nhưng mà sau thì ở riêng thì mình qua thì mình thấy nó cũng có làm đồ ăn cho chồng nó. Thì cái điều mình mong mỏi là nó giỏi giang hơn. Chứ còn chuyện ở ngoài xã hội là nó giỏi lắm. Cảm ơn cô với lại em đã tham gia chương trình. Những cái mong muốn nãy giờ thì hai người đã nói rồi. Thì trước mặt mẹ chồng em hứa điều gì đi, mẹ muốn thay đổi điều đó đó. Con hứa với mẹ là con sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, không nhõng nhẽo nữa. Có gì là con sẽ chia sẻ với mẹ hết. Con sẽ cố gắng nấu được vài món ăn cho chồng con, lo cho cháu của mẹ, nấu vài món ăn cho mẹ. Nếu mà vậy thì con dâu nó hứa vậy thì quá tốt rồi. Quá tốt ha. Thôi mình cũng chỉ mong mỏi nhiều đó, với lại hai vợ chồng nó được hạnh phúc mà đừng có ghen nhiều quá mệt mẹ chồng. Hứa nha. Dạ.
ít ghen lại chút xíu nha. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình hạnh phúc nha. Cảm ơn chú Huyền Linh với cô Lê Lộc. Dạ, cảm ơn cô. Đây là món quà mà chương trình gửi tặng. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị. Từ từ nha. Tôi rất là dễ, thành thử dâu về ở tôi mà.